Kính chào quý vị khán giả cùng theo dõi chuyên trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chuyên trang truyền hình Quảng Điền hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả các nội dung chính sau. Đến thời điểm này, mặc dù Quảng Điền chưa có bệnh nhân mắc COVID-19, song trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong cả nước, huyện Quảng Điền đã tập trung cao độ, chủ động triển khai các giải pháp, sẵn sàng ứng phó, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Với những thành công bước đầu từ mô hình trồng nấm linh chi dược liệu đã mở ra nhiều triển vọng trong phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thưa quý vị khán giả, đến thời điểm này, mặc dù trên địa bàn huyện Quảng Điền chưa có bệnh nhân mắc COVID-19, song trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trong cả nước, huyện Quảng Điền đã tập trung cao độ, chủ động triển khai các giải pháp, sẵn sàng ứng phó, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Trong đó chủ yếu là tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức về công tác phòng chống dịch bệnh đối với người dân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành và có nhiều diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ giảm tải cho các khu cách ly của tỉnh, khi số lượng người dân từ các tỉnh thành phố vùng dịch có nhu cầu trở về địa phương ngày càng cao, huyện Quảng Điền đã kích hoạt trở lại khu cách ly dân sự phòng chống dịch COVID-19 đặt tại trụ sở Chi cục Thuế Quảng Điền T1QD, đủ điều kiện đảm bảo cách ly cho 130 người với đội ngũ y bác sĩ, bảo vệ an ninh trật tự, vật tư y tế và các mặt hàng thiết yếu được cung cấp đầy đủ cho người dân. Lực lượng làm nhiệm vụ làm việc tại đây cũng đã được tiêm vaccine COVID-19. Khung cách ly Quảng Điền, quy T1 đã kích hoạt trở lại để bảo đảm an toàn cho người dân vào khu vực cách ly. Thì đối với khung chúng tôi là thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của Bộ Y tế và đặc biệt là Ban chỉ đạo của huyện Quảng Điền theo đúng 12 cái nội dung trong quy chế. Đối với người dân khi vào khu vực cách ly, thì một là phải chấp hành nghiêm các cái quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, hai là thực hiện nghiêm quy định phòng dịch của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm các cái nội quy trong cái khu vực cách ly. Đối với khung thì thường xuyên là quan tâm, theo dõi, hướng dẫn và đặc biệt là động viên những người cách vào khu vực cách ly để bảo đảm người vào ở trong khu vực cách ly yên tâm và thực hiện cách ly vừa bảo đảm là tránh được dịch cho bản thân cũng như là ở khu vực ngoài dân cư. Với phương châm kịp thời phát hiện, nhanh chóng cách ly, triệt để khoanh vùng, huyện Quảng Điền đã chỉ đạo các phòng ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao mức cảnh báo phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19, kích hoạt các tổ phòng chống dịch cộng đồng, tiếp tục quản lý chặt chẽ công tác quản lý tạm trú, tạm vắng các trường hợp trở về địa phương từ ngoài tỉnh cũng như các địa phương đang có dịch. Thường xuyên tiến hành phun tiêu độc khử trùng cho 100% trường học, khu vực chợ và các điểm công cộng trên địa bàn. Tại các chợ, người dân thực hiện nghiêm việc mua bán có trật tự, giữ khoảng cách theo khuyến cáo phòng chống dịch bệnh khi tiếp xúc. Bên cạnh đó, huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 để người dân hiểu đúng tình hình dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng, chủ động tích cực thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Đồng thời tuyên truyền để người dân tích cực tham gia phòng chống dịch, tự giác khai báo y tế, phát hiện, giám sát các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã thành lập và tổ chức triển khai đồng loạt các cái tổ giám sát cộng đồng, các tổ dân phố. Chúng tôi xác định đây là lực lượng rất là quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Tại vì chỉ có lực lượng này mới làm tốt cái công tác là giám sát cái việc cách ly tại nhà, cũng giống như là nắm được cái tình hình của bà con từ vùng dịch về. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tổ chức kiểm tra đôn đốc cái việc phòng chống dịch thường xuyên ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, rồi nhà hàng, quán cà phê ở các địa phương. Thì thời gian qua cũng có chỉ đạo xử lý một số trường hợp mà sai phạm dù đã được nhắc nhở nhiều lần. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm cái công tác 5K cũng giống như các cái quy định của tỉnh là rất là quan trọng. Thực hiện nghiêm như vậy thì sẽ góp phần trong cái công tác phòng chống dịch, đảm bảo cái an toàn sức khỏe cho bà con của huyện nhà. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, huyện Quảng Điền cũng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 1.614 người. Huyện sẽ tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch của Sở Y tế chỉ đạo.
Thời gian tới, huyện Quảng Điền tiếp tục giám sát điều tra, tiếp tục theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà theo quy định. Với sự chủ động tích cực và thực hiện nhiều giải pháp phòng tránh cụ thể, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, cũng như trách nhiệm của cộng đồng và mỗi người dân huyện Quảng Điền sẽ là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn huyện, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị, nấm linh chi được biết đến là một trong những loài dược liệu quý hiếm, vì vậy đòi hỏi người nuôi trồng phải nắm bắt được kỹ thuật cũng như công nghệ nuôi cấy và quy trình chăm sóc. Với niềm đam mê và quyết tâm cao, ông Nguyễn Cho ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền bước đầu đã trồng thử nghiệm thành công mô hình nấm linh chi, mở ra triển vọng trong phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ông Nguyễn Cho ở thôn Hà Cảng, xã Quảng Phú, chủ mô hình trồng nấm linh chi, bắt đầu bén duyên với nghề trồng nấm từ năm 2012. Những năm trước đây, cơ sở của ông Cho chủ yếu sản xuất, nuôi trồng nấm sò, nấm rơm để cung cấp sản phẩm cho thị trường trong và ngoài huyện. Mô hình không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, lợi nhuận cao cho gia đình, mà còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn. Tuy là nông dân, nhưng với tính cách năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ông Cho không dừng lại với việc trồng nấm ăn thông thường, mà còn suy nghĩ, quyết tâm tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trồng nấm dược liệu. Theo đó, mới đây, ông đưa vào thử nghiệm mô hình nấm dược liệu linh chi với quy mô khoảng 2.000 bịch nấm trên diện tích 500m². Với đặc tính của nấm linh chi thường mọc theo hướng ngang, nên khi trồng phải thường xuyên thay đổi vị trí giá thể, liên tục theo dõi, chăm sóc để nấm phát triển tai đồng đều, to và khỏe. Để có chất lượng nấm tốt nhất, các khâu chăm sóc phải tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy trình, như nhiệt độ phải luôn đảm bảo từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm từ 70 đến 90%, phải thường xuyên phun sương, theo dõi, bắt sâu cho nấm. Chúng tôi đã thực hiện cái mô hình công nghệ cao này, đến nay đã đạt 2 tháng, gần 2 tháng rưỡi, chúng tôi đã bắt đầu thành công. Và hiện nay chúng tôi chuẩn bị là thu hoạch nệ lửa đầu tiên là khoảng trong vòng 2.000 cục phôi, giá trị thu khoảng trong vòng 20 kg khô. Với kg khô của nó là giá là theo thị trường hiện nay là mỗi kg như vậy 700 ngàn. Chúng tôi đã chuẩn bị thu hoạch. Và lửa thứ hai chúng tôi hiện nay đã ra rồi, trong vòng 20 ngày sau chúng tôi sẽ thu tiếp lửa thứ hai. Đến thời điểm này, sau hơn 4 tháng nuôi cấy, hiện mô hình nấm linh chi của gia đình ông Cho đã đến thời kỳ thu hoạch. Nấm linh chi được nuôi cấy hoàn toàn tự nhiên trong hỗn hợp, gồm mùn cưa của các loài gỗ mềm, ủ với vôi và bột bắp, cám. Tuyệt đối không phun thuốc nên không có độc tố. Các nghiên cứu của đông y cổ truyền, nấm linh chi có vị đắng, tính hàn, có nhiều công dụng đối với sức khỏe như hỗ trợ điều hòa huyết áp, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể, thanh nhiệt giải độc và cải thiện bệnh viêm gan mãn tính, xơ gan, thần kinh suy nhược, chống béo phì, lão hóa và nhiều loại bệnh khác, nên đã được xem đây là loài cây dược liệu quý hiếm. Hiện giá thành nấm linh chi sau khi hút chân không trên thị trường có giá bán 700.000 đồng 1 kg, bình quân mỗi phôi nấm sẽ cho thu hoạch 3 đợt. Sau khi trừ mọi khoản chi phí, ước khoảng 2.000 bịch nấm sẽ cho lại trên 50 triệu đồng. Từ thành công đó, ông Cho đã tiếp tục mở rộng mô hình trồng nấm linh chi với quy mô hiện nay hơn 6.000 bịch. Đối với trồng nấm linh chi dược liệu này là một trong những mô hình sản xuất mới của người nông dân và nó sẽ mở ra một hướng đi mới trong việc mà sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Thì đối với vấn đề này thì địa phương là rất là quan tâm, đã tổ chức cho bên phía cơ sở là tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm để mà về triển khai trồng nấm linh chi này. Và hiện nay thì đã có cái kết quả là bước đầu là có kết quả bước đầu là rất là khả quan. Và trong thời gian tới thì đối với địa phương là sẽ đề xuất đối với các ngành cấp trên để tiếp tục là có những chính sách hỗ trợ để cho cơ sở là mở rộng cái quy mô sản xuất nấm cũng như là từng bước là xây dựng cái thương hiệu nấm linh chi này, đồng thời là tạo cái công ăn việc làm cho các cái lao động nhàn rỗi tại địa phương, góp phần là tăng thu nhập cũng như là tăng thu nhập
trong vấn đề tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã nhà. Việc mở rộng mô hình trồng nấm linh chi của gia đình ông Nguyễn Cho đã mở ra nhiều triển vọng trong vấn đề giải quyết bài toán. Ít nhất mỗi địa phương có một cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao để tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Cùng với hiệu quả kinh tế cũng như giá trị từ cây trồng dược liệu mang lại, việc mở rộng quy mô sản xuất trồng nấm linh chi của ông Cho, ngoài góp phần làm tăng thu nhập cho hộ gia đình theo hướng bền vững, đây còn là sự chung tay đồng hành với chính quyền địa phương trong lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, để giá trị, chất lượng sản phẩm nấm linh chi ngày càng được nâng cao, chủ cơ sở trồng nấm này cần sớm đăng ký thương hiệu, nhãn mác, xây dựng bao bì sản phẩm, logo, cũng như đăng ký hoàn thiện các thủ tục để được công nhận sản phẩm OCOP của địa phương mới có thể cạnh tranh được thị trường hiện nay. Chương trình trao truyền hình địa phương Quảng Điền đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.